Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 7, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận phiên thứ hai biến động mạnh với mức thay đổi tăng giảm liên tục chưa từng có. Theo đó, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh giảm từ 200 cho đến 3 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Mặc dù giá vàng thế giới có xu hướng tăng nhẹ, thế nhưng ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng SJC trong nước đã được điều chỉnh tăng trở lại. Trong khi đó, phiên ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.714 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 5 đô la Mỹ so với thời điểm đầu phiên, trong bối cảnh chỉ số đồng đô la Mỹ hạ nhiệt về dưới mức 107 điểm. Bên cạnh đó, giá dầu thô đã vượt lên trên ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng cũng đã hỗ trợ cho giá vàng. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 63 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 65 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Giảm 200 nghìn đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 800 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang giao dịch với mức giá tương tự ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng ở chiều bán ra thấp hơn 20 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC là 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội, mua vào tại mức 62 triệu 500 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 64 triệu 500 nghìn đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá tương tự khi mua vào tại 62 triệu 500 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 65 triệu 500 nghìn đồng một lượng, giảm 500 nghìn đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay cũng có mức giảm khá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên ngày hôm qua. Tại Hà Nội hiện đang giao dịch ở chiều mua 63 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 65 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tăng 800 nghìn đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mua vào tại mức 63 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 65 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tăng 500 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG từ 2 triệu cho đến 2 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 500 nghìn đồng một lượng chiều mua và 600 nghìn đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 63 triệu đồng một lượng, chiều bán 64 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 400 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 63 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 65 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC tăng 400 nghìn đồng một lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 400 nghìn đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 63 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 65 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank tăng 500 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 63 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 65 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốn số 9 vàng nữ trang SJC trong phiên ngày hôm nay đang đi ngược chiều so với giá vàng miếng. Qua đó, cả chiều mua và chiều bán đều có mức giảm từ 188 nghìn đồng một lượng đến 450 nghìn đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19 triệu 940 nghìn đồng một lượng đến 51 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, niêm yết mức giá từ 21 triệu 940 nghìn đồng một lượng đến 52 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay,
Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.714,6 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 5,3 đô la với tỷ lệ 0,32%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.705 đô la Mỹ và cao nhất 1.715 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 21.800 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm 2,45%. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 106,573 điểm. Trong phiên đã giảm 0,78%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,989% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 102,16 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới duy trì ở ngưỡng thấp quanh 1.714 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 49.700.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước 15.500.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 3.400.000 đồng một lượng. Giá vàng hôm nay ở tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng giảm, thậm chí chưa dừng đà rơi tự do. Nhưng ở thời điểm cuối ngày, giá vàng đã quay lại đà tăng, khiến cho người nắm giữ vàng không khỏi bất ngờ. Tính tổng cộng chỉ trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay, mỗi lượng vàng SJC đã mất tới khoảng 4 triệu đồng một lượng ở chiều bán, còn ở chiều mua giảm 2.800.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán cũng được các doanh nghiệp giãn rộng lên tới 2 triệu đồng một lượng, có thời điểm đã lên tới từ 2.500.000 cho đến 3 triệu đồng một lượng. Một điều đáng lưu ý, vừa khi mở cửa phiên giao dịch đầu ngày, các doanh nghiệp niêm yết giá vàng SJC khoảng 64 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Nhưng sau đó, giá đã liên tục lao dốc và thậm chí là chạy loạn xạ. Trong khi một số doanh nghiệp khác điều chỉnh giá vàng SJC chậm hơn một nhịp và thường nhìn thấy giá của công ty SJC để điều chỉnh theo. Trên thị trường quốc tế, vào đêm qua tại Mỹ, tuy giá vàng thế giới có lúc đã tăng tới 17 đô la Mỹ một ounce để cán mức 1.725 đô la Mỹ, nhưng sau đó lại giảm mạnh do giới đầu tư mạnh tay bán tháo. Đến khoảng thời điểm sáng nay ngày 19 tháng 7, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp 1.705 đô la Mỹ. Trước đó, trong ngày 18 tháng 7, giới đầu cơ vàng Việt Nam bàn tán về việc các cơ quan quản lý nhà nước chuẩn bị tiến hành thanh tra một số doanh nghiệp để tiến tới điều chỉnh các quy định về kinh doanh vàng. Theo đó, nhiều người đã suy đoán giá vàng trong nước trong thời gian tới sẽ giảm mạnh nên đã ồ ạt bán ra. Giá vàng SJC có khi đã bốc hơi hơn 4 triệu đồng một lượng, xuống còn 63.800.000 đồng một lượng. Sau đó, vàng SJC đã tăng trở lại và đến cuối ngày giao dịch ở tại mức 64.500.000 đồng một lượng. Giới phân tích nhận định giá vàng hôm nay tiếp tục đứng trước xu hướng đi xuống, bởi lẽ dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ đã chỉ ra nhiều quỹ đầu tư vàng đang giảm tổng vị thế mua và tăng vị thế bán. Thị trường hiện đang hướng tới ngày 21 tháng 7 khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ thường kỳ. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm giữ nguyên lãi suất tiền gửi âm 0,5%. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thấp nhất 0,75% tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới. Các nhà phân tích tại ngân hàng TD Security, một ngân hàng đầu tư của Thụy Sĩ đánh giá, Fed tiếp tục tăng lãi suất và hoạt động kinh tế ít hơn sẽ khiến cho giá vàng thế giới không ngừng bị xói mòn trong vài ngày tới. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới chắc chắn sẽ không có biến động mạnh bởi thị trường hiện có nhiều thông tin trái chiều về việc Fed sẽ đưa ra mức tăng lãi suất vào tháng 7 này trong bối cảnh đồng đô la Mỹ không ngừng tăng cao và họ đang hướng tới cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vào ngày 21 tháng 7 tới. Do đó, phiên ngày mai thứ Tư ngày 20 tháng 7, giá vàng trong nước khả năng vẫn trong xu hướng đi ngang và đi xuống. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Ba ngày 19 tháng 7 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like
bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.